đây, những bạn nào muốn trồng lan thì hãy cố gắng nỗ lực lên các bạn ơi. Một ngày không xa mình cũng sẽ có một vườn lan giống như của mình vậy đó. Nè. Tắt nhẹ nhẹ thôi chứ. Xin chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay một bữa mà trời nắng đẹp, mình với ông xã mình đi ra ngoài Pạt để thăm mấy con vịt. Ở bên đây mình không cần phải nuôi ở nhà đâu nha các bạn, mình vẫn có quá chừng vịt luôn. Cạp 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 hả? Đó. Bên kia mát kìa, có thể qua bên kia quay được á. Ồ, ăn không, ăn không, hàng ơi quá chừng luôn. Nó ăn đi, ăn đi, qua đây cho mát. Làm sao trời ơi, muốn điều bắt được luôn á. Ăn ha, vô mát thì lại thấy lạnh quá chừng vịt luôn. Vịt ơi là vịt, ăn không, lên đây nè, ăn lên đây nè, đúng rồi lên đây nè. Bả nặng quá bả lên không nổi. Đó, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ngon hả? Ơi, đi về nhà chị Đào ở không? Về nhà cho ăn bánh mì mỗi ngày luôn ha. Nè. Con này ăn hiền nè, ăn phải lịch sự thì nè, con kia táp muốn đau tay luôn à. Đúng rồi đó. Làm sao? Sao về nhà ở không? Ôi, ăn từ từ, ngợp ăn mắc nghẹn á. Cho rợn cái được không? Hả? Cho rợn cái được không? Hả? Nè. Rợn miếng nha. Ha. Xích vô. Cái này mình có thể bắt được nè các bạn. Không cho bắt. Ăn không? Ôi, ăn nhẹ nhàng thôi, không có sao hết, không ai chụp mình đâu. Nè, ăn miếng thì em miếng, ăn đi, ăn đi, không sao đâu. Nè, thấy không? Đó. Rung hả? Không ai làm gì mình hết, chỉ cho mình ăn thôi. Con này ăn nhẹ nhàng ghê luôn nè. Ngon không? Ngon không? Cưng quá à. Mấy con dưới kia nhát quá à. Con này cũng nhát nữa nè, ăn mà táp cái phập luôn ạ. À. Thèm chảy nước miếng luôn mà mày đã. Nè. Mình đã cho vịt ăn xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đi tới một vườn cây của một người Việt Nam để xem vào mùa này vườn cây đó có những cái gì mới không. Các bạn cùng đi với mình nha. Cuối cùng mình cũng tới được vườn cây rồi nè các bạn. Đây là vườn cây của người Việt Nam. Mình với ông xã mình đi cho vịt ăn ở ngoài trời, rồi mình ghé sang vườn cây coi có gì mới không nha các bạn. Hôm nay mình sẽ ra ngoài vườn của anh Văn với chị Hằng, sẽ mua một ít cây hạt giống về để mình sẽ trồng cho mùa xuân năm nay. Các bạn cùng coi với mình nhé. Đây là hạt giống rau mồng tơi. Ở đây hình như mình thấy cũng nhiều á. Để mình coi bao nhiêu gram. 50 gram, khối lượng 50 gram. Mồng tơi nè. Chị Hằng ơi, mình có nhiều hạt giống lắm hả chị Hằng? Để em coi coi. Quá chừng luôn. Đậu rồng. Có những bạn hỏi mình á là không biết mua hạt giống ở đâu. Thì ở vườn cây Văn Nursery có rất nhiều hạt giống nha các bạn. Đây là cây me Thái Lan nè các bạn. Nó có bông, người chủ vườn nói cây này chừng 2 năm thôi.
Thấy thích quá hả? Mình chưa bao giờ thấy cây me Thái Lan bên này có trái nha các bạn. Đây chỉ mới là có hoa thôi, thành ra mình không có biết được hoa nó như thế nào. Hôm nay mình trở lại thì mình thấy khu vườn này lớn thật là nhanh luôn. Những cây mãng cầu cao, to, dễ sợ. Chỉ dừng 2 tháng trước mình với cháu gái có ghé qua thì mình thấy cũng có rất là nhiều cây trái nhưng mà nhỏ nha các bạn. Hôm nay thì nó lớn hơn nhiều rồi nè. Ở đây cũng có rất là nhiều mãng cầu tím nè các bạn. Chị ơi, ở đây trồng họ trồng rau ngò ôm á. Nhà vườn họ trồng ngò ôm thấy ham không các bạn? Thích quá phải không nè hả? Wow. Trồng thấy ham quá luôn. Năm nay thời tiết tốt, thành ra rau củ cây rất cái gì cũng đẹp hết, cái gì cũng tốt hết các bạn. Giờ mình về nha các bạn, mình về để mình quay lan. Lan của mình bây giờ nó nở nhiều rồi nè. Mình muốn quay để vài ngày nữa thì nó sẽ bớt đẹp. Các bạn cùng ngắm lan với mình nha. Mình phải quay lại để lưu lại những giây phút này mới được. Chứ không á hả, rồi nó cũng sẽ qua đi rất nhanh. Đẹp quá, thơm nữa. Cây này màu trắng nè các bạn. Đẹp quá đi thôi. Cũng có một số chưa nở. Ở trong kia nó nở rộ trong kia kìa. Đẹp thiệt. Sao mà dễ thương quá vậy hả? Nở rực rỡ luôn. Mình định là khi nó tàn xong á, mình sẽ cắt xuống. Rồi mình sẽ đổi gỗ các bạn ơi. Mình mới biết được một cái loại gỗ dành cho lan nó tốt lắm. Nó sẽ không có bị sâu, không có bị giống như là kiến, hoặc là tại vì nó sẽ giữ lại, nó không bị mục á, nên nó sẽ đẹp mà tốt cho năm sau. Hy vọng là mình cứ sẽ trồng và cố gắng như vậy. Với lại mình cũng muốn sang chậu nữa, chắc là mình sẽ sang một số chậu cây đẹp lan màu đỏ nè các bạn. Có thể là hơi khó thấy một chút á, nó còn ít thành ra chưa có được đẹp. Lan rực cả một gốc trời, đẹp thiệt là đẹp luôn. Đây, những bạn nào muốn trồng lan thì năm sau mình sẽ làm cái vườn bự hơn. Cũng may là ông xã của mình
Cũng không có la mình á, chứ nếu la không biết la cũng đúng lắm á, chứ không phải la xài đâu. Thơm quá. Thích quá đi thôi. Nè, lớn ù ù. Trời ơi, nguyên cái đám này luôn. Thích chưa, thích chưa? Các bạn ơi, mình đã đi sáng nay á, là mình đã đi cho vịt ăn nè. Mình đi ra ngoài vườn của anh Văn Nursery để đặt mua một ít hạt giống về trồng. Còn giờ đây mình xin tạm dừng video và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế. Xin chào tạm biệt. Bye.